sau em gần gần là sau thế chiến thứ ba đó, thì cái nào một người văn hóa của mình Á Đông nó còn tồn tại nữa không vậy, hay là biến mất sẽ theo một cái thời đại khác? Nếu mà biến mất thì tại sao hôm nay Thiên Tâm ra đời lấy Tam Đại Tạng Kinh làm kim chỉ nam? Hôm nay tất cả các thầy chưa có chắc mà cầm cuốn Tam Đại Tạng Kinh hết. Sau này thì quy cổ dịch kim, quy cổ là trở về thời xưa, con người phải sống có đạo đức, quốc gia mới cường mạnh. Nhân loại không có giữ giới, nhân loại sẽ đọa địa ngục, quốc gia sẽ suy yếu. Thì mình dùng kinh điển của Phật dạy, dùng những cái đức tính tốt để mình hòa đồng với thế giới. Mình đâu cần tốn tiền bộ quốc phòng đi mua vũ khí, mình chỉ cần thật thà thôi là cả làng người ta thương mình, Mỹ nó thương mình. Giống như hề như Lenzenki vậy đó, mà thấy cả thế giới là thương, quá trời cho tiếp tế vũ khí. Nga bây giờ mấy nghìn tỷ bị Mỹ với Liên Hợp Quốc á giữ lại để bắt đầu xây dựng nước Nga mới lại. Chỉ cần hề như Lenzenki thôi, đâu cần mưu mô. Còn khôn như anh Bình của mình bản, hôm nay được cái gì? Một nước cường quốc 5 năm về trước kiệt tiên đó rồi, chia 5 xã 7. Lúc đó đó là cái thằng Movistar chắc bị chen đó là thành Long á. Còn nói là người Tàu á là chiếm trái đất này, người Tàu đi đâu á hỉ mũi cái là ai cũng phải quản hồn sợ, đúng không? Coi lại đi, thằng Thành Long nói vậy mà. Hôm nay làm sao? Cho nên sau này nhân loại phải dùng Tam Đại Tạng Kinh, nhất là nước Việt. Tại vì chư Phật đã đầu thai vô đó nhiều rồi, kỳ cũng đầu thai vô rồi. Không có thể nào mình dùng cuốn sách của Các Mác. Các Mác là ai? Nó là quỷ, nó mới viết ra cuốn sách đó. Tại sao mình học Mao Trạch Đông đọc có cuốn sách Các Mác? Hôm nay cả thế giới phải đảo đi như vậy. Tam Đại Tạng Kinh Đức Phật nhiều đời đã đưa cho mình rồi. Thế mình cứ đọc Tam Đại Tạng Kinh rồi mình dùng cái đó để mình làm một cái nền móng giáo dục của nước Việt, thì lúc đó nó sẽ không còn Bắc Trung Nam hay là tôi là con ông này bà nọ. Tôi không có còn ham danh nhiều nữa, tôi chỉ cần là có tinh thần dân tộc, thông minh, siêng học là xong. Mình lên luôn nước Việt 3 năm sẽ thành cường quốc. Không biết kịp không nghe. Trừ khi cái mỏ vàng nó nuốt kiếm nó nổ ra thì lúc hết chia cho mỗi người vài trăm cây vàng đó là lẹ nhất, đúng không? Nhưng mà đức thầy hồi xưa trước mất tích á, ngài để lại nhà văn thi điển rất là nhiều tiền. Hôm nay không có người thừa hưởng, mà người thừa hưởng với ai không? Đó, đâu biết. Nốt đức thầy nói cho Ngô Tuấn Kiệt thừa hưởng sao? Không, hiện giờ á là tiền lời mà Mỹ mà nó thiếu nợ của đức thầy nhiều lắm. Tại hồi xưa ông mất tính để lại nhiều. Mỹ nó mượn, nó làm claro, nó in tiền thời đó. Cái này nó hơi lột cơ nhiều. Trên bà trên đã sắp xếp cho nước Việt thành cường quốc, thì nhất là mẹ đã sắp xếp, thì bà trên có cái gì đó mà giờ mình chưa có dám nói. Hay là hai cục đen đen để mà làm cho tất cả những vũ khí của nhân loại không có hoạt động được, thì đó cũng bán nhiều tiền lắm.